gửi Hương đón quý bà, nhìn đồng hồ đón quý ông, trên 200 triệu đồng. Đến với kỳ lân Luxury, quý khách sẽ sử dụng ngay chiếc đồng hồ Hublot đến từ Thụy Sĩ. Đây là dòng đồng hồ Big Ben One List phiên bản thép có đến kim cương trên vành bezel, dây cao su đặc biệt của hãng size 39 dành cho được cả nam và nữ unisex. Chiếc đồng hồ này có 3 kim giờ phút giây và một ô lịch ngày ở góc 3 giờ, phiên bản automatic với bộ trợ cốt giờ khác với dòng Hublot Classic Fusion ở điểm đó là phần dây đeo. Chúng ta sẽ thấy hai cái chốt nhấn vào, trong đó chúng ta kéo cục dây ra là xong. Rất đơn giản, trong vòng một giây là mình có thể tháo rời được. Và cũng có nhiều option lựa chọn cho dòng One Link Big Ben này, đó chính là phiên bản này là phiên bản thép, phiên bản vàng nguyên khối nữa, và thép đính kim cương trên vành bezel, hoặc là thép ba ve đính hai bên vành đai luôn. Đối với phiên bản Gold cũng vậy, tùy vào option, tùy vào phiên bản thì sẽ có giá trị khác nhau. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.